Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 8 học kỳ 2 nha. Bài số 2, liên hệ giữa thứ tự và phép nha. Bác đẳng thức trừ 2 nhân C nhỏ hơn 3 nhân C có luôn luôn xảy ra với C bất kỳ hay không? Rồi. 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương. Hình vẽ sao minh họa kết quả khi nhân cả hai vế của bác đẳng thức trừ 2, 3. Mình có bạn đẳng thức trừ 2 nhỏ hơn 3 đúng không? Nếu mình nhân cả hai vế cho số 2 thì sẽ như thế nào? Nhân cho số 2 hai vế thì mình sẽ được là trừ 4. Và nề 6 trừ 4 vẫn nhỏ hơn 6 đúng không? Như vậy là rằng khi mình nhân một số dương cho bác đẳng thức thì do bác đẳng thức không thay đổi đúng không? Như vậy là trừ 2 nhân 2 thì vẫn đây. 3 nhân 2 là đây. Như vậy là sau khi nhân thì do bản thức đã không thay đổi, trừ 4 vẫn nhỏ hơn 6 đúng không? Tiếp theo chấm hỏi 1. Nhân cả hai vế của bác đẳng thức trừ 2 nhân 3 với 5091 ta được bác đẳng thức nè. Thì chấm hỏi này 1 dễ đúng không nè? Trừ 2 nhân này. Rồi cái số này nhân cho này và dấu bản thức không thay đổi quyền nhân cho số dương đúng không? Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 1. Như vậy là thầy sẽ làm dưới đây. Như giờ khi mình nhân hai vế xong thì ta được gì nè? Ta được bác đẳng thức sang. Ta được bác đẳng thức sang. Như vậy là trừ 2 nhân cho 5091 đúng không? Nhân cho số dương thì bắt đẳng dấu bắt đẳng thức không thay đổi, như vậy vẫn là dấu nhỏ hơn. Như vậy là bên kia là sẽ 3 nhân cho 5091 đúng không? Tiếp theo câu B, người ta yêu cầu mình dự đoán kết quả nhân cả hai vế của bắt đẳng thức cho trừ 2 và 3. Bắt đẳng thức trừ 2 nhỏ hơn 3 với số C dương. Vậy C dương nhân vô thì dấu bắt đẳng thức không thay đổi đúng không? Dự đoán kết quả. Dự đoán kết quả nha. Như vậy là mình là trừ 2. Trừ 2 mình nhân cho C vẫn nhỏ hơn 3 nhân cho C đúng không? Nhân cho số C dương thì dấu bắt đẳng thức không thay đổi đúng không? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong cái phần chấm hỏi 1. Đúng không nè? Như vậy mình xong chấm hỏi 1, mình sẽ qua tiếp phần tính chất nè. Bây giờ chấm hỏi 1 thì mình sẽ giải như thế này. Đúng không nè? Giờ tiếp theo nè. Tính chất với ba số ABC, nếu mà C lớn hơn 0, có nghĩa là C là số dương, thì nếu mà ta có là A nhỏ hơn B thì nhân cho C hai vế, có nghĩa là dấu bắt đẳng thức không thay đổi đúng không nào? Và nếu mà A nhỏ hơn bằng C thì nhân vô thì A nhân C vẫn nhỏ hơn bằng B nhân C, dấu bắt đẳng thức không thay đổi thì nhân cùng một số dương. Nếu mà A lớn hơn B thì nhân cho C vẫn không thay đổi, dấu bắt đẳng thức này lớn hơn bằng thì nhân cho C thì vẫn lớn hơn bằng đúng không nào? Như vậy mình sẽ có là khi nhân cả hai vế của một bắt đẳng thức, khi nhân cả hai vế của một bác đẳng thức với cùng một số dương thì ta được bác đẳng thức mới cùng chiều của bác đẳng thức đã cho ha. Khi nhân cả hai vế cho một bác đẳng thức, đây bác đẳng thức, nếu mình nhân hai vế cho cùng một số dương thì dấu bác đẳng thức không thay đổi ha. Có nghĩa là cùng chiều, bác đẳng thức mới sẽ cùng chiều với bác đẳng thức cũ đã cho đúng không? Hai cái bác đẳng thức không thay đổi chiều, nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng vẫn là nhỏ hơn bằng, lớn hơn vẫn là lớn hơn bằng, và lớn hơn bằng vẫn lớn hơn bằng đúng không nè? Như vậy khi nhân cả hai vế của bác đẳng thức cuối cùng một số dương, ta được bác đẳng thức mới cùng chiều của bác đẳng thức đã cho. Giờ mình xong cái phần này nha, mình sẽ tiếp phần chấm hỏi 2. Đặt dấu kết hợp vào nhỏ hơn bằng vào cái ô chấm này nha. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 2. Giờ thầy sẽ làm dưới đây nha. Giờ chưa hết là câu A này. Thầy sẽ viết là cái đề trước nha. Trừ 15,2 nhân cho 3,5 đúng không?
còn bên kia sẽ là trừ 15,08 và nhân cho 3,5, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết dấu nhỏ hơn hay là dấu bằng, hoặc là nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Bây giờ mình thấy là trừ 15,2, chắc chắn nhỏ hơn 15,08 đúng không nào? Trừ 12, trừ 15,2 sẽ nhỏ hơn trừ 15,08. Như vậy nhân 2 với cho 3,5, có nghĩa nhân cho số dương thì dấu bắt ẩn thức không thay đổi, như chỗ này vẫn là dấu nhỏ hơn, đúng không? Rồi tiếp theo câu B luôn nha. Giờ 4,15 thầy biết là cái đề chứ, 4,15 nhân cho 2,2. Giờ bên kia sẽ là trừ cho 5,7 nhân cho 2,2, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ có, chứ hết mình sẽ so sánh 4,15, 4,15 với lại trừ 5,3. Thì như 4,15 là số dương thì chắc chắn phải lớn hơn số dương âm rồi, đúng không? Như vậy số này 4,15 lớn hơn trừ 3, trừ 5,3. Như vậy khi mình nhân hai với cho số dương thì dấu bắt động thức không thay đổi, như vậy chỗ này vẫn là lớn hơn, đúng không nào? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong chấm hỏi hai. Mình sẽ qua tiếp phần lý thuyết nha. Hai nhỏ liên hệ giữa thứ tự và phép nhân số âm. Bây giờ mình sẽ học đến phần số âm. Giờ liên hệ giữa số thứ tự, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân của số âm. Hình quẻ sau minh quả kết quả khi nhân cả hai với của bát ẩn thức trừ 2 phần 3. Mình có bát ẩn thức là trừ 2, nhỏ hơn 3, đúng không? Nếu bây giờ mình nhân hai với cho trừ 2 thì lúc này sẽ chuyện gì xảy ra? Trừ 2 nhân cho trừ 2 là 4, đúng không? Còn 3 nhân cho trừ 2 là trừ 6. 4 thì sẽ lớn hơn trừ 6, đúng không? 4 là số dương, còn trừ 6 là số âm. Số dương phải lớn hơn số âm. Như vậy dấu của bát ẩn thức đã bị thay đổi. Ban đầu là dấu nhỏ hơn, khi nhân cho trừ 2 thì dấu bát ẩn thức bị đổi thành lớn hơn, đúng không? Như vậy có nghĩa là mình nhân hai với của bát ẩn thức cho một số âm thì dấu của bát ẩn thức sẽ bị thay đổi, nhỏ hơn thành lớn hơn và ngược lại, đúng không? Đây là cái hình vẽ minh họa này. Ban đầu là trừ 2 nhỏ hơn 3. Nếu mình nhân hai với cho số âm thì lúc này 3 sẽ biến thành trừ 6 và trừ 2 biến thành 4. Như vậy đã bị quán đổi vị trí, đúng không nào? Như vậy là dấu nhỏ hơn sẽ biến thành lớn hơn. Rồi tiếp theo chấm hỏi bài. Nhân cả hai với bát ẩn thức trừ 2 nhỏ hơn 3 với âm 3, 4, 5 thì được bát ẩn thức như thế này. Và dự đoán kết quả nhân cả hai với bát ẩn thức trừ 2 nhỏ hơn 3 với số C âm thì ta được bằng thức này. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 3 luôn nha. Mình có thể dự đoán được, đúng không này? Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 3 ở dưới đây nha. Như vậy là người ta kêu mình nhân cả hai với cho trừ trừ 345, đúng không? Như vậy mình thầy sẽ làm câu A chứ. Ta được bắt ẩn thức nha. Ta được bắt ẩn thức. Như vậy là trừ 2 mình sẽ nhân cho trừ 345, đúng không? Giờ bên kia sẽ là số 3 nhân cho trừ cho nhân cho âm 345. Giờ bây giờ mình sẽ xem cái dấu nha, sẽ có thay đổi hay không nha. Như vậy là trừ 2 nhỏ hơn 3 nhân cho số âm thì dấu bắt ẩn thức sẽ thay đổi, như vậy nhỏ sẽ biến thành lớn hơn, đúng không? Mình nhớ là khi mình nhân cho số âm hai với thì dấu bắt ẩn thức sẽ bị thay đổi, nhỏ sẽ biến thành lớn và ngược lại. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu B luôn, dự đoán kết quả. Như vậy là trừ 2 nhỏ hơn 3, đúng không? Bây giờ nhân cả hai với cho C, nhân cho C, bên đây cũng nhân cho C, thì theo các em thì dấu bắt ẩn thức này có bị thay đổi không? Người ta nói là C là âm, vì bắt ẩn thức sẽ dấu bắt ẩn thức bị thay đổi nha. Nhỏ hơn sẽ biến thành lớn hơn, đúng không? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong chấm hỏi bài. Mình sẽ học tiếp phần lý thuyết nha. Giờ tính chất, mình có tính chất sao?
có ba số ABC và C là số âm. Như vậy là A nhỏ hơn B, nếu mà nhân hai quế cho C thì dấu băng rất thay đổi. Lớn nhỏ sẽ biến thành lớn. A nhỏ hơn bằng B, như vậy nhân cho C là số âm thì đổi dấu nhỏ hơn bằng sẽ biến thành lớn hơn bằng. Tương tự, A lớn hơn B, nhân cho C âm thì lớn sẽ biến thành nhỏ. Tương tự, A lớn hơn bằng B, nhân cho C âm thì sẽ biến thành nhỏ hơn bằng. Như vậy hai bát tần thức trừ 3 nhỏ hơn 3 và 4 lớn hơn 3,5, hay là trừ 3 lớn hơn trừ 5 và 2 nhỏ hơn 4 được gọi là hai bát tần thức ngược chiều nha, có nghĩa là nhỏ hơn lớn hơn gọi là bát tần thức ngược chiều nhau, đúng không nè? Dạ, mình xong, mình sẽ qua tiếp. Ở đây mình sẽ có một câu ghi nhớ nha. Như vậy là khi nhân cả hai quế của một bát tần thức với cùng một số âm thì ta được bát tần thức ngược mớ ngược chiều của bát tần thức đã cho nha. Khi mình nhân cả hai quế của bát tần thức cho số âm thì mình sẽ được bát tần thức mớ ngược chiều của bát tần thức đã cho. Nhỏ biến thành lớn, lớn biến thành nhỏ, nhỏ nhỏ bằng biến thành lớn hơn bằng, đúng không? Giờ qua tiếp chấm hỏi 4. Cho trừ a trừ 4 nhân a lớn hơn trừ 4 nhân b, người ta kêu mình so sánh a b. Còn chấm hỏi 5 thì khi chia cả hai quế của bát tần thức cho một số khác không thì c. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 4 và chấm hỏi 5 luôn. Thầy sẽ làm chấm hỏi 4 trước nha. Giờ thầy sẽ làm như đây. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 4 trước. Như vậy trước hết là so sánh. Để biến từ đây về đây thì mình sẽ nhân hai quế cho trừ 1 phần 4, đúng không nè? Như vậy là nhân hai quế cho bát tần thức. Nhân hai quế của bát tần thức cho trừ 1 phần 4. Nhân hai quế. Nhân hai quế. Nhân hai quế bát tần thức. Trừ 4a lớn hơn trừ 4b cho trừ 1 phần 4 âm 1 phần 4. Giờ như mình sẽ nhân hai quế cho trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 4. Như vậy mình sẽ được cái gì? Ta được. Như vậy là trừ 1 phần 4 mà nhân cho âm 4, trừ với trừ, trừ nhân trừ là cộng, đúng nè. 4 chia 4 bằng 1, như vậy còn lại là A, đúng nè. Cùng bên đây là trừ 4 nhân B nhân cho trừ 1 phần 4, trừ nhân trừ là cộng, 4 chia 4 cộng 1, như vậy bên đây cộng B. Giờ bên đây mình xem cái dấu bằng thức sẽ như thế nào nè. Như vậy đây là số âm, đúng nè. Nhân hai quế cho số âm thì bát tần thức bị thay đổi dấu, như vậy dấu lớn sẽ biến thành dấu nhỏ hơn, đúng nè. Giờ tiếp theo là mình làm chấm hỏi 5 nha. Đây là chấm hỏi 4. Bây giờ chấm hỏi 5. Ở chấm hỏi 5 người ta nói là khi chia cả hai quế bát tần thức cho cùng một số khác không thì sao? Bây giờ mình biết là nếu mà chia hai quế bát tần thức cho số dương thì bát tần thức mới cùng chịu với bát tần thức đã cho, đúng không? Giờ hãy trả lời nha. Khi chia hai quế bát tần thức cho số dương thì bát tần thức mở cùng chịu bát tần thức đã cho, đúng không ạ?
Giờ bây giờ nếu mà mình chia hai quế cho hai quế bất ẩn thức cho số âm thì sao này? Khi chia hai quế bất đẳng thức cho số âm, cho số âm thì bất đẳng thức mới ngược chiều của bất đẳng thức đã cho đúng giờ mình xong chấm hỏi 3, chấm hỏi 4 và chấm hỏi 5 nha. Giờ tiếp theo là tính chất bắc cầu của thứ tự. Như vậy ta có ba với ba số ABC, ta thấy là A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C, thì mình kết luận được là A nhỏ hơn C. Tính chất như vậy người ta gọi là tính chất bắc cầu. Chính chất này gọi là bắc cầu. Tương tự lớn hơn cũng vậy. Nếu mà tương tự cũng lớn hơn nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng thì mình có thể sử dụng cũng đều sử dụng được tính chất bắc cầu. Ví dụ như A lớn hơn B, như vậy mình muốn chứng minh là A cộng 2 lớn hơn B trừ 1, thì ta sẽ giải như sau nha. Trước hết mình sẽ cộng 2 với cho số 2 đúng không? A lớn hơn B cộng 2 với cho số cho một số thì bắt đẳng thức không thay đổi vì A cộng 2 sẽ lớn hơn B cộng 2. Tiếp theo là mình có bằng bắt đẳng thức tiếp theo là 2 lớn hơn trừ 1 đúng không? Bây giờ mình cộng B 2 quế thì B cộng 2 quế thì dấu bắt đẳng thức cũng hay không thay đổi đúng không? Như là B cộng 2 cũng lớn hơn B trừ 1. Như vậy mình có cái gì đây? Mình có A cộng 2 lớn hơn B cộng 2 mà B cộng 2 lại lớn hơn B trừ 2. Nên theo tính chất bắc cầu thì mình kết luận được là A cộng 2 sẽ lớn hơn B trừ 1 đúng không? Như vậy từ 1 và 2 này. Từ 1 và 2 theo tính chất bắc cầu ta suy ra được là A cộng 2 lớn hơn B trừ 1 đúng không? Như vậy mình xong phần lý thuyết bài phần lý thuyết của liên hệ giữa thứ tự của phép cộng nha. Mình sẽ qua tiếp phần bài tập nha. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong phần lý thuyết của bài 2 liên hệ giữa thứ tự với nhân nha. Còn phần bài tập thầy sẽ làm video kế tiếp nha. Và nếu các em thấy thầy giảng gì thì bấm nút thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Các em chia sẻ với bạn bè trong lớp của mình hoặc là bạn bè hàng xóm của mình để nhiều bạn cùng xem nha. Càng nhiều bạn xem càng tốt. Giờ hãy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.